Cái gì là nhiều người như vậy luôn. Thảo ơi, em có thể cho sáng lên một chút không? Em bấm đấy. Rõ không? Đấy, chị đang quay cam sao à? Đây rồi. Của em cũng rõ mà. Chị ơi, chị Thương ơi, bảo lại nhá. Trời ơi, em đang livestream mà điện thoại em hết pin, rất xin lỗi các chị. Em rất xin lỗi vì cái sự cố này, tại vì là hôm nay là cái dự định của em là cũng không phải là livestream. Sao vậy? Máy em hết pin chị ạ. Em vừa mượn máy của em nhân viên xong. Thôi bây giờ em live tiếp nhá. Không là mọi người chửi chết. Con này nói tặng quà xong rồi đang đến đoạn đọc câu hỏi là nó mất tích luôn thì chết. Nguy hiểm đúng không? Đây. Đây là phần quà nhá. Ai ai đã chia sẻ, em mới thấy có 3 người chia sẻ thôi. Em mới thấy có 3 lượt chia sẻ thôi. Hay là các chị không muốn chơi mini game nhỉ? Em chào các chị mới vào nhá. Các chị ơi vào lại nhá. Các chị ơi vào lại chơi với Loan nhá. Đang vui đứt dây đàn hết pin. Ai muốn nhận phần quà này thì chỉ cần chia sẻ lên trang cá nhân ở chế độ công khai và chia sẻ vào 5 hội nhóm bất kỳ. Sau đó Loan sẽ đọc một câu hỏi. Câu này em không tính là chị Thương ơi, em hỏi câu khác. Câu này em không tính nè, em sẽ hỏi câu khác nhé. Các chị ơi vào lại đi, chia sẻ lại cho em đi. Chia sẻ trên trang cá nhân một lần và chia sẻ vào 5 hội nhóm bất kỳ sẽ được nhận một phần quà là một chiếc áo sơ mi trị giá 230.000. Một chiếc áo sơ mi trị giá 230.000. Và các chị sẽ được chọn size, các chị mặc size M, size L gì sẽ inbox trực tiếp cho shop thời trang B2B. Và sau đó em sẽ xem còn size đó không thì em sẽ chuyển đến các chị nhá. Chứ không bắt ép các chị là mặc size M nhưng mà lại tặng size L đâu. Em chào các chị mới vào xem nhá. Vâng. Em chào các chị mới vào xem nhé. Chia sẻ lại là cái livestream cho em đi. Còn có 4 người xem thôi. Đấy em livestream đến 10 giờ là em nghỉ rồi. Hồi nãy là em mới giới thiệu được 3 cái sản phẩm hôm nay mới về, 3 cái mẫu váy hôm nay mới về thôi. Thì ai mà có cái nhu cầu, ai mà có cái nhu cầu muốn kiếm đầm suông, đầm xòe hay là quần jean hay áo sơ mi gì đó thì cứ comment đi, em sẽ livestream theo ý mọi người nhá. Và lần đầu tiên thì livestream trên cái shop thời trang B2B của em thì em sẽ giảm một sản phẩm là 100k cho các chị đặt hàng trên livestream này. Em sẽ giảm giá mỗi sản phẩm là 100.000 để khởi đầu một cái tháng 8 em sẽ phát triển mạnh hơn cái bán online. Và rất nhiều các chị khách hàng trách móc em là tại sao mà bây giờ không phát triển được bán online, bán ở cửa hàng không thì làm sao mà đấy được, mà hiệu quả được. Có về áo kiểu không em? Chị ơi, hôm nay thì em chỉ về đầm thôi ạ. Hôm nay em chỉ về đầm thôi. Em chào các chị mới vào xem ạ. Các chị mới vào xem chấm cho em một cái để em gọi tên các chị nhá. Để em gọi tên chào các chị cho nó vui vẻ nhá. Em chào các chị mới vào xem nhá. Đấy, thì bắt đầu từ tháng 8 này thì shop thời trang BAB sẽ phát triển thêm cái mảng bán online nữa. Cho nên là mỗi buổi tối Loan sẽ livestream, nếu có hàng mới về thì Loan sẽ lên mẫu cho các chị xem và sẽ chơi mini game, mỗi tối sẽ có một phần quà cho các chị. Và nếu đặt mục tiêu của shop thời trang B2B từ nay đến cuối năm 2018 và sẽ năm 2019 hay là 20 gì đó thì vẫn sẽ là cái mục tiêu là tất cả shop thời trang B2B muốn tất cả các khách lẻ đều trở thành khách sỉ của shop em và được mua một cái giá rất là ưu đãi luôn. Nếu mua trên livestream, nếu đặt hàng trên livestream. Và các chị sẽ được một cái quyền lợi là nhận hàng, kiểm tra hàng, xem chất liệu vải, xem mẫu mã có đúng trên livestream không, có đúng như em mặc không thì các chị mới nhận hàng nhá. Em không, quan điểm của em là không bao giờ bắt khách hàng nhận một cái sản phẩm mà không được xem. Khách hàng không hài lòng ở sản phẩm đó là Mai Lai đầm suông đê chế ơi. Ừ, Nhung ơi chuẩn bị đi ngủ chưa hay là chị chúc nó chị thử mấy mẫu đầm suông cho em xem luôn. Mọi người có xem rõ không nhờ? Chị Thương ơi, chị thấy em có rõ không? Đấy,
Là mục tiêu lâu dài của em là của shop em là sẽ như vậy, cho nên là các chị vào xem thì đừng tiếc một cái lượt chia sẻ cho em nhé. Đừng tiếc một cái lượt chia sẻ cho em nhé, để cho bạn bè các chị cũng được mua được một cái giá ưu đãi, cũng có cơ hội để tặng những phần quà nhé. Và bây giờ thì từ nay đến cuối năm thì em duyệt mẫu sẽ gắt gao hơn, và những cái mẫu nào mà còn lại á, từ trước đến giờ hoặc lẻ sai gì đó em sẽ sale hết, em sẽ sale sạch không có lợi nhuận luôn. Và bây giờ là em đang có lên kế hoạch rồi, thì em sẽ giảm giá cực mạnh những cái sản phẩm còn ở cửa hàng á, những cái lẻ size, lẻ màu gì đó em sẽ giảm giá không lợi nhuận cho các chị luôn nhá. Ngày mai ngày mốt gì đó là em sẽ livestream những cái sản phẩm giảm giá đó. Dạ, rõ ạ. Vâng, em cảm ơn chị Thương. Em sẽ livestream những cái sản phẩm giảm giá đó để cho các chị chọn, và bán một cái giá cực kỳ thấp luôn, không lợi nhuận luôn ạ. Đây là một cái phần quà các chị sẽ nhận được khi trả lời đúng câu hỏi của em và chia sẻ trên trang. Phải làm đúng cái cú pháp em đưa ra nhé. Nếu như mà chia sẻ này, nếu như mà chia sẻ mà không làm đúng cái cú pháp em đưa ra thì sẽ không được là cho là hợp lệ đâu. Thì em sẽ chọn cái người khác trả lời chậm hơn một chút, chậm hơn cũng được, nhưng mà làm đúng. Là chia sẻ trên trang cá nhân ở chế độ công khai và chia sẻ vào năm hội nhóm bất kỳ là sẽ nhận được một phần quà trị giá 230.000, một chiếc áo sơ mi, một chiếc áo voan ạ. Sẽ nhận được một phần quà trị giá 230.000. Hồi nãy thì em mới chỉ livestream được ba cái mẫu váy mới về bên em thôi. Em chỉ livestream được ba cái mẫu váy mới về bên em thôi, thì bây giờ là có chị em nào muốn xem, đang muốn tìm kiếm một cái sản phẩm, một cái dáng váy nào đó thì cứ comment ở đây, em sẽ đáp ứng yêu cầu của các chị ngay nhá. Em chào các chị mới vào xem ạ. Em chào các chị mới vào xem. Em chào chị Nguyễn My. Đây là một cái phần quà các chị sẽ nhận được khi chia sẻ livestream của em trên trang cá nhân ở chế độ công khai và chia sẻ vào năm hội nhóm bất kỳ. Nhưng mà nhớ là chia sẻ vào mấy cái hội nhóm mà đông các thành viên, hoặc là nhiều những các chị mà có nhu cầu mua hàng ấy. Đấy gọi là chia sẻ có tâm đấy ạ. Chứ bây giờ mình chia sẻ vào mấy nhóm mà ví dụ như là boy nhóm men gì đó là chết em nhá. Thôi bây giờ em sẽ đọc câu hỏi nhá. Em sẽ đọc câu hỏi đây để cho mọi người săn quà đây, rồi em kết thúc cái livestream đây. Đến mai em lại tiếp tục. Đến mai thì hôm nay là chủ yếu là em muốn gửi một món quà đến cho các chị. Xong rồi là em muốn các chị rõ hơn về cái dự định sắp tới của shop BHB là sẽ phát triển mạnh cái mảng bán online, và chị nào mà mua trên livestream á là sẽ được mua với cái giá cực kỳ ưu đãi luôn, cực kỳ ưu đãi như là một khách sỉ luôn, như là một khách sỉ ở bên em luôn. Và khi mà ship hàng đến thì các chị sẽ được kiểm tra hàng, kiểm tra cái chất liệu, kiểm tra cái dáng váy là có đúng trên livestream không, thì sau đó các chị mới nhận hàng, các chị mới thanh toán tiền nhá. Chứ em không bao giờ là đi làm cái trò là không là khách hàng nhận cái sản phẩm không đúng nhưng vẫn bắt khách hàng nhận. Chào anh Dung nhá. Bây giờ em sẽ đặt câu hỏi đi. Em sẽ đặt câu hỏi. Con gì nữa? Cái đấy hỏi rồi. Hôm qua em mới đọc đó. Có không có cái câu gì hôm qua em đọc nó hay hả? Đây em đợi em một chút thôi nhé. Em soạn câu hỏi rồi. Bây giờ em muốn chọn ra một cái câu hỏi nó hay hay một chút để cho mọi người chơi. Váy xinh thế. Cảm ơn em nhá. Đây là mẫu máy một máy mới về với chị á. Gì đấy? Em sẽ đọc câu hỏi cho mọi người chơi để em kết thúc livestream nhá. Tại vì hôm nay là em không có chuẩn bị cái pin điện thoại, cho nên là pin điện thoại cũng không còn nhiều. Pin điện thoại cũng không còn nhiều cho nên là đấy, đến mai là em sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn. Và từ nay trở đi là tối nào em cũng sẽ livestream để phục vụ các chị. Tối nào em cũng sẽ livestream. Có ngày thì em sẽ livestream về hàng mới, có ngày thì em sẽ livestream về những cái mẫu mà giảm giá. Em sẽ sale kịch liệt luôn, sale 50%, 70%, 60% để cho hết sạch hàng luôn để em phát triển cái mảng bán online này. À, em sẽ đặt câu hỏi đây. Ai ai mới vào mà chưa biết luật chơi nhá, chỉ cần chia sẻ trên trang cá nhân ở chế độ công khai một lần, chia sẻ vào năm hội nhóm bất kỳ. Chia sẻ trên trang cá nhân một lần và chia sẻ vào năm hội nhóm bất kỳ là sẽ được nhận một phần quà.
trị giá 230.000. Và nhận phần quà trị giá 230.000 của shop B2B, một mẫu áo quan rất là xinh. Đấy, em sẽ đọc câu hỏi nhá. Thôi em không để các chị chờ lâu đâu. Em sẽ đọc câu hỏi đấy ạ. 10 người xem em đọc câu hỏi nhá. Gì đây? Đây em sẽ hỏi ạ. À, cái gì nhỉ? Xe gì? Nghe nghe rõ câu hỏi của em nhá. Xe gì càng vô ga càng đi chậm? Kỳ cục cái câu hỏi, kỳ cục chứ. Xe gì càng vô ga càng đi chậm? Xe gì càng vô ga càng đi chậm ạ? Một phần quà sẽ dành cho chị nào? Chị giá 230.000 của shop em. Phần quà sẽ dành cho chị nào chia sẻ trên trang cá nhân ở chế độ công khai một lần và chia sẻ lên 5 hội nhóm bất kỳ. Chia sẻ lên 5 hội nhóm bất kỳ. Sau đó trả lời nhanh nhất. Từ từ cho khách vô nhiều đi chị. Tại thôi em ạ, tại vì hôm nay là chắc là hôm đầu tiên chị like thì sẽ ít ít khách xem, thì mai chị sẽ thông báo sớm hơn. Mai thì tại vì trên trên trang shop BB tới hơn 2.000 khách cơ mà, hơn 2.000 khách là bạn bè trên trang này cơ, cho nên là chắc là từ mai chị sẽ chuẩn bị kỹ hơn thì mọi người sẽ biết được cái lịch livestream của shop á, thì mọi người sẽ vào đông hơn. Nhưng mà hôm nay không muốn mọi người chờ lâu nữa, thì tầm 10 người là chị sẽ đọc câu hỏi thôi. Chị đọc câu hỏi, chị kết thúc livestream thôi. Và mai thì chị sẽ livestream vào giờ là từ 9 giờ. 9 giờ đến 10 giờ 10 rưỡi gì đấy. Xe gì càng vô ga càng đi chậm ạ? Xe gì càng vô ga càng đi chậm? Một phần quà sẽ dành cho chị nào đây ạ? 230.000 nhá. Một mẫu áo voan rất là xinh xắn. 230.000 sẽ đến tay các chị. Ai trả lời nhanh nhất và chia sẻ hợp lệ lên trang cá nhân một lần và chia ở chế độ công khai nhé, và chia sẻ vào 5 hội nhóm bất kỳ sẽ được nhận phần quà. Chị phải đăng trước khi like. Sao sao xe lửa? Xe lửa đúng không hả? Đúng rồi. Câu dễ vậy chế. Nhưng mà em chia sẻ chưa? Chia sẻ trước khi trả lời mới là hợp lệ nhá, chia sẻ sau là không hợp lệ đâu. Nhá. Em có bạn trả lời đúng rồi nhá. Đến mai thì mọi người biết cái lịch, mọi người biết cái gì? Rẻ thiết. Ừ đúng rồi em ạ, à, cái mẫu này chỉ bán giá 230.000 thôi mà chất liệu rất là đẹp và bán cực kỳ chạy ở shop luôn. Có đủ các màu sắc luôn á. Cái mẫu này có đủ các màu và đủ size luôn, rất là dễ mặc. Mẫu này đủ các màu và đủ size rất là dễ mặc nhá. Đấy, cái này bán rất chạy đây à. Là tặng tặng quà cũng rất có tâm, tặng quà là phải chọn cái quà nào xinh, quà nào bán chạy để mà tặng. Quà nào được lòng chị em để tặng thôi chứ không có tặng quà linh tinh đâu. Đấy. À, thôi hôm nay thì chủ yếu là em muốn gặp gỡ các chị em và em muốn chia sẻ với các chị em là sắp tới thì shop PB sẽ phát triển mạnh cái mảng bán online hơn, và ngày nào vào tối nào thì khoảng khung giờ từ 9 giờ đến 10 rưỡi là shop PB sẽ livestream giới thiệu sản phẩm và cũng như livestream giới thiệu những cái mẫu mà sale mặc lên share cho khách xem đi. Sẽ livestream giới thiệu sản phẩm và sale những cái sản phẩm mà sale sale kịch liệt luôn nhá. Sale mà sale không có một đồng lời luôn, thậm chí lỗ vốn luôn. Người ta nói là muốn bán được hàng thì phải người ta nói là muốn bán được hàng thì cách tốt nhất là bán lỗ vốn. Đấy. Cho nên là sắp tới là em sẽ bán lỗ vốn một số cái sản phẩm em livestream lên cho các chị xem nhá. Những cái mẫu váy mà còn lẻ size, lẻ màu gì đó em sẽ sale hết luôn, sale hết để làm mới cái cửa hàng mình nhá. Và em mục tiêu của shop B2B sắp tới là muốn biến tất cả các khách hàng lẻ thành khách sỉ của shop em, muốn
tất cả khách hàng lẻ thành khách sỉ của shop em để được mua cái giá ưu đãi, để được mua cái giá ưu đãi nhất, vừa được mặc đồ đẹp, vừa vừa được mua cái giá ưu đãi nhất nhá chị. Đấy thôi, đến mai là em sẽ livestream tiếp. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhá. Em Nhung ơi, em trả lời đúng rồi, tí nữa em chụp hình cái em chia sẻ lại rồi em inbox qua cho chị nhá. Em inbox qua cho chị để nhận quà nhá. Đến mai mọi người nhớ vào xem livestream nhá. Từ 9 giờ tối đến 10 rưỡi tối. Và muốn trở thành khách sỉ của shop PB, mua một cái thôi cũng được giá sỉ nhá. Ví dụ như giá ở cửa hàng của em là 300.000 thì em chỉ bán trên livestream là 200.000 thôi. Tất cả các khách hàng đều được như thế. Những cái khách hàng mà ở xa hay ở gần á, khi mà em ship hàng đến á, là các chị sẽ được các chị sẽ được kiểm tra hàng, kiểm tra mẫu. Nếu như chất liệu vải các chị không ưng, hoặc là cái mẫu váy đó so với mẫu mặc thì không đúng như mẫu mặc đấy, thì các chị có quyền từ chối nhận hàng. Và em muốn khuyên các chị là khi các chị mua online bất cứ chỗ nào mà 420 em ạ, mẫu váy em vừa like xong nha, bất cứ các chị mua ở đâu cũng vậy, các chị phải yêu cầu được xem hàng nhá. Tại vì khi mình mất đồng tiền ra mà nhiều khi mà livestream lên nhá, cái chế độ ánh sáng này, rồi cái chế độ rồi cái người mẫu mặc á, với so với mình mặc nó khác nhau, với cả cái chất liệu vải các chị không thể nào mà các chị nhìn qua livestream mà các chị rõ cái chất liệu vải được. Một số nơi bán hàng có thể là không có dùng cái chất liệu vải cho mọi người xem, thì bởi vậy là gặp cái bất tiện rất lớn trong livestream. Đấy chỉ là một số những cái mà con sâu làm dầu nồi canh thôi, chứ những người buôn bán chân chính thì không bao giờ muốn tự giết chết mình đâu. Muốn khách mua một lần là sẽ nhớ mãi, muốn khách mua một lần sẽ vào và mua lần thứ hai cơ. Đấy, đấy mới là những người mà có đầu óc kinh doanh. Chứ những người mà bán một lần xong rồi người ta chạy mất dép thì chắc chắn là sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được. Em cam đoan với các chị một điều như vậy. Cho nên là bây giờ mục tiêu của shop BB là sẽ phát triển mạnh mẽ cái bán online. Sẽ muốn cho tất cả các chị em ở trong Vũng Tàu này, đấy, tất cả những các cái khách của shop BB từ ngày đến giờ. Và cái thứ hai nữa là các cái khách trên khắp đất nước Việt Nam này, thì khi các chị chia sẻ ra thì thay vì em chạy quảng cáo thì em sẽ tặng cái phần quà đó cho các chị. Em sẽ tặng phần quà đó cho các chị để em mua cái lượt chia sẻ. Em lấy cái lượt tương tác cao hơn. Đấy, để em hoạt động cái mạng bán online. Cho nên là các chị nhớ vào xem livestream và chia sẻ để nhận quà nhé. Và cái quyền lợi đặc biệt là khi mua trên livestream, đặt hàng trên livestream thì sẽ được mua cái sản phẩm với giá rẻ hơn 100.000 so với giá gốc. Sẽ rẻ hơn 100.000 so với giá gốc. Tùy từng mẫu, chẳng hạn như áo thun thì lại chẳng hạn như áo thun thì em có thể áp dụng là mua trên livestream thì rẻ hơn 50.000 chẳng hạn. Tùy từng mẫu thôi ạ. Tùy từng mẫu mà em áp dụng như thế. Chẳng hạn như đầm thì 400-500 gì đấy thì có thể là rẻ hơn 100.000 hoặc rẻ hơn 50.000. Nói chung là tùy từng mẫu em sẽ áp dụng như vậy. Và tất cả các chị em khi mua livestream sẽ trở thành khách sỉ của bên em luôn. Để các chị được bây giờ mẫu nó ra liên tục mà, nên là khi mà các chị mua một cái đồ mà nó mắc tiền quá, hoặc là các chị là mình cũng sót tiền đúng không? Thứ nhất là mình sót tiền, thứ hai là đôi khi cái mẫu mới về đó mình cũng không cập nhật nhanh được. Ví dụ mình mua một cái giá tiền nó vừa phải thôi thì là mình sẽ thay đổi được đồ nó dễ hơn, nó đỡ tiếc tiền hơn. Ngay cả bản thân em cũng vậy thôi. Cho nên là nếu như mà các chị mà tin tưởng shop BBM rồi, biết được cái chất liệu vải, biết được cái đường may rồi, và cái thứ hai nữa là các chị biết được cái mục tiêu kinh doanh của shop BB là muốn tất cả các khách hàng lẻ trở thành khách hàng sỉ của shop BB trong thời gian sắp tới. Trong thời gian sắp tới em sẽ thay đổi cái chiến lược kinh doanh của em là như vậy nhé. Và đấy, em muốn các chị có được một cái quyền lợi khi mua hàng. Thì các chị cứ mạnh dạn đặt trên livestream. Khi mà bên em có ship hàng tới, các chị kiểm tra hàng thì lúc đó là ví dụ như các chị không biết là mình mặc size gì thì cứ inbox cho shop em, là chị cứ comment là em ơi, là chị 45 cân chẳng hạn, chị cao 1m56 đấy, thì bên em là chọn cho chị cái size phù hợp đấy, thì bên em thì là cái
cái kinh nghiệm bán hàng thì bây em các nhân viên và em sẽ biết được là các chị mặc vừa với size gì, hoặc là các chị đã biết y chang là dáng của mình là mặc size M thì chỉ cần comment size M thôi là cái sản phẩm đó sẽ đến tay với các chị. Và một cái điều đặc biệt nữa là các cái sản phẩm bên shop em thì không, số lượng không có nhiều, thậm chí là mỗi một màu chỉ có đủ size là size M, size L thôi, cho nên là các chị mặc sẽ bớt đụng hàng hơn. Và cái thứ hai nữa là em thì em quan trọng cái chất liệu vải, cái chất liệu vải mặc lên người á, nhìn nó khôn á, cái chất liệu vải nhìn nó không khôn á thì nhìn nó rất là sang hơn. Nhưng mà cái chất liệu vải nó không ra làm sao á thì mặc lên người nó mình cảm giác mất tự tin cơ đấy. Cho nên là các chị yên tâm khi mua hàng online bên em. Màu hồng em đang mặc bao nhiêu đó em? Trời ơi, màu hồng em đang mặc là giá 390. Nếu mà chị mua trên livestream này chỉ còn 290.000 thôi. 390 chỉ còn 290.000 thôi chị Thương nhá. Chỉ còn 290.000 cái mẫu này thôi. Và áp dụng duy nhất cho khách mua trên livestream nhé, em không áp dụng ở mua ở cửa hàng trực tiếp đâu. Hả? Chỉ có cái quyền lợi khi mua livestream này thôi. Ví dụ như cái mẫu này em đang mặc có giá niêm yết là 390.000 thì các chị nào đặt hàng trên livestream này thì sẽ được giảm giá là còn 290.000 thôi. 290.000 thôi. Hàng vải đẹp, mọi người cứ yên tâm. Chị Thương, em rất cảm ơn chị Thương ạ. Chị Thương là khách VIP bên em và gắn bó với cửa hàng em từ ngày đầu em mới khai trương, nên là chị Thương cũng là một khách hàng rất là khó tính trong cái việc lựa chọn vải. Chị Thương là một khách hàng rất khó tính trong việc lựa chọn vải, và chị Thương đã chọn cửa hàng B2B để chọn những cái mẫu váy, để chọn những cái mẫu váy, những cái mẫu áo để mặc lên người thì chắc chắn là shop em đã đáp ứng được một cái yêu cầu nhất định gì đó của chị rồi, cho nên là chị cứ đặt đi. Cái mẫu này giá niêm yết ở shop em là 390.000 này. Và đấy, ngay trên livestream này thôi chị Thương sẽ trở thành khách sỉ của em luôn. Sẽ trở thành khách sỉ của em rồi chứ không còn là khách VIP nữa nhá. Là giá chỉ còn 290.000 thôi. Thật sự là quá tuyệt vời luôn. Nếu biết được điều này chắc tất cả khách hàng bên em là đều lên livestream để mua hết. Đều trên livestream của em để mua hết luôn á. Vâng, sợ lúc đấy nhân viên em ngồi không luôn. Và chắc không ngồi không đâu, nhân viên sẽ làm mẫu để mặc đồ cho khách. Nên là thôi, bây giờ thì mình tại vì cái dân số Việt Nam là hơn 90 triệu người, nhưng mà có tới 40 triệu người, hơn 40 triệu người dùng Facebook cơ. Hơn 40 triệu người là dùng Facebook cơ. Nên là nếu như shop B2B mà không phát triển được cái mảng online đó thì thực sự quá là một cái thiệt thòi. Quá là một cái thiệt thòi rất lớn. Chỉ bán cho khách trong khu vực Vũng Tàu này không thì quá là một cái thiệt thòi rất lớn luôn. Thật sự với chất liệu vải rồi giá thành bên em như thế mà bán được cái online thì chắc chắn cái khách mới đó sẽ trở thành khách quen. Em tự tin một điều như vậy. Bán online thì người ta chỉ cần một niềm tin, cái niềm tin lần đầu tiên và lần thứ hai thôi là lần sau người ta sẽ thành cái khách hàng gắn bó với mình. Em muốn định hướng cho cái cửa hàng em là phát triển theo cái hướng đó. Em muốn phát triển cửa hàng em theo cái hướng đó chứ không chỉ đơn thuần là bán lẻ ở cửa hàng nữa. Vâng. Em cảm ơn các chị đã xem livestream của em nhé. Và hãy đón xem livestream của shop thời trang B2B vào các khung giờ là từ 9 giờ tối đến 10 giờ hoặc là 10 rưỡi gì đấy, tùy vào cái thời lượng phát sóng. Thì có thể là sắp tới là em sẽ livestream em sale kịch liệt các sản phẩm còn lẻ màu lẻ size bên em. Em sale đến khi mà không còn một sản phẩm nào nữa. Em sẽ lập nhập một loạt cái hàng mới về. Sale hết luôn, sale hết cửa hàng luôn. Đấy, những cái mẫu mà còn lẻ màu lẻ size là các chị sẽ được mua với giá cực kỳ ưu đãi luôn. Nên là từ từ hãy đi chỗ khác chọn đồ nhá. Đợi shop em đi, một ngày, hai ngày nữa thôi là tất cả sẽ lên sóng hết hai cửa hàng lần lượt luôn. Em sẽ bắt đầu ở B2B 440 đường 30 tháng 4, rồi sau đó sẽ ở cửa hàng 308 Trần Công Định. Tại vì hai cửa hàng của em là mẫu mã cũng có những cái rất là khác nhau, chứ em không có mẫu mã cũng không có giống nhau đâu, các chị đến các chị cũng biết rồi. Vâng, thì lúc nãy em có thấy là bạn Sam Sam là comment là xe lửa thì là đáp án chính xác, nhưng mà em không biết là bạn đó đã chia sẻ chưa, thì một lát nữa bạn Sam Sam á inbox cho shop em nhá, inbox cho shop BHP để nhận quà nhá. Và hôm nay thì em đã chia sẻ với các chị xong như vậy rồi. Em rất mong là trong thời gian tới á, với cái chiến lược phát triển của shop như vậy á, thì em rất mong là các chị sẽ luôn luôn ủng hộ shop em.
Và cái việc bán online hay không bán online thì nó chẳng khác gì nhau cả. Cho nên là các chị nào mà vẫn các chị nào mà không có thời gian lên shop nữa thì có thể mua xe online đấy, vừa được ưu đãi giảm giá mà lại không phải đi ra cửa hàng để lựa. Tại vì các chị nhiều khi bận công việc, con cái, nhà cửa, rồi chợ búa, rồi một hàng trăm hàng nghìn thứ việc luôn. Nhưng chị em phụ nữ mình thực sự là những cái siêu nhân luôn á, thật sự luôn là những siêu nhân luôn. Nên là nếu mà shop em mà không bán online thì chắc chắn là những các chị đang xem ở đây thì mua online rất là nhiều đúng không ạ? Mua online rất là nhiều rồi. Và nếu mà shop BB mà không bán online được thì quả là một cái thiếu sót rất lớn. Em đã bị các chị trách móc rất là nhiều luôn. Các chị khách của em có cả ở Sài Gòn đã xuống Vũng Tàu đi du lịch. Sài Gòn các chị ở Vũng ở Sài Gòn xuống Vũng Tàu đi du lịch rất nhiều và cũng cứ mong chờ là shop úp những cái mẫu lên để chọn thôi. Nhưng mà thật sự là cái việc úp mẫu như vậy á cũng rất tốn thời gian. Úp mẫu lên thì các chị không thể nào nhìn được cái chất liệu sản phẩm, nhìn được cái dáng váy là như thế nào cả. Cho nên là từ giờ là shop em sẽ livestream vào cái khung, em cảm ơn chị Trang ạ. Em sẽ livestream vào cái khung giờ là từ từ 9 giờ đến 10 giờ cho các chị xem mẫu, và đồng thời là em sẽ sale dứt điểm cái mẫu nào mà còn sót lại size hoặc sót lại màu gì đó, em sẽ sale sạch luôn. Đấy, trên cái tương lai là shop BV sẽ đi theo con đường đó. Thì em rất mong là tất cả các chị ở đây, các chị khách mà đã gắn bó với cửa hàng em 3 năm nay rồi, toàn là những chị khách có gu ăn mặc và rất là kỹ trong cái việc chọn đồ, chọn mẫu, thì các chị sẽ tiếp tục ủng hộ cửa hàng của em nhé. Vâng, em xin chào và xin cảm ơn. Chúc các chị buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé. Chúc các chị buổi tối vui vẻ hạnh phúc. Và đến mai nhớ theo dõi cái livestream của shop em nhé, trên khung giờ từ 9 giờ đến hơn 10 giờ gì đấy. Dạ, em xin chào và xin cảm ơn ạ. Em chào tất cả mọi người nhé.